Dạ đồ hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị. Dạ trong những ngày gần đây anh em hiệp sĩ Bình Dương vẫn đã ghi nhận rất nhiều, đặc biệt là các em gái bỏ chồng, bỏ con, ôm tài sản và đi sống với người khác. Anh em đã tìm được phải nói là rất vô số, rất nhiều rồi. Nhưng hôm nay một câu chuyện là thứ sáu, một câu chuyện là gần như cuối tuần. Anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận một thông tin là một chị gái phải nói là vô cùng rất xinh gái nhưng mà rất lấy làm tiếc hôm nay chị về sợ nhiều thông tin, sợ mọi người gia đình bàn tán. Cho nên chị cũng xin phép là được che toàn thân, trông như là gọi là đây là robot trông những giống robot, mọi người thông cảm. Để hôm nay chị gái chia sẻ một câu chuyện này, đây là một bài học không dành riêng cho chị không, mà cho rất nhiều các chị em phụ nữ. Các anh em đây, đặc biệt là như công Trần đã từng chia sẻ rất nhiều câu chuyện, các chị gái quen trên TikTok, quen trên tất cả trong mạng xã hội, bị một số các anh trai đẹp trai hot girl ấy, phải là tướng tá nhìn ngon lắm, anh dụ vàng vòng đeo kín người, anh dụ là các chị là đang thiếu thốn tình cảm hoặc vì lý do nào đó mà các chị đi uống cà phê với người ta và các chị sa ngã và đã rơi vào những vòng tay của những chàng trai và các chị rơi vào là không gỡ được ra được. Nhưng hôm nay một cái câu chuyện là một chị gái này hiện nay cũng đang trở đi thì mắc núi mà trở lại thì mắc sông, vừa mất cả người và mất cả một số tài sản, nhưng mà chị gái cũng được lại một số tài sản phải là vô cùng lớn. Đây là số tài sản của chị là rất lớn nhé. Đó, nhưng mà tài sản này tài sản thật hay tài sản ảo thì anh em cũng chưa ghi nhận được. Nhưng mà lát nữa anh em sẽ chứng minh là đây là thật hay giả. Dạ xin phép xin chào chị nhé. Dạ. Chị cho em biết này, hôm nay chị về đây nhờ anh em ở Bình Dương ghi hình đăng tin tìm ai? Tìm anh Đường Mặn. Anh Mặn đúng không? Dạ anh Mặn. Dạ. Anh họ tên là gì? Em á hả? Anh cái anh đó. Anh đó tên Công. Tên Công luôn. Dạ, tên Công. Ôi giời, cha mẹ ơi, có phải Công này không? Dạ. Có phải Công này không? Không. Có phải Công này không đấy? Em phải, Công kia. Công kia hả? Dạ. Công kia cao to đẹp trai không? Dạ, cũng đẹp trai. Đẹp trai dạ. Hả? Công kia nhiêu tuổi rồi? Anh 47 tuổi. Ồ, 47 hả? 47 dạ. Là hàng này hàng 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 trung trung đúng không? Dạ. Chị cho biết hiện nay chị đang sống ở đâu? Sống ở tỉnh nào? Cần Long. Cần Nông hả? Cần Nông là Cần miền Long. Là miền Tây hả? Dạ. Ồ rồi mình biết vậy đi nha. Dạ. Ừ, vậy. Ừ. Sống chỗ ngay trên bà chị. Cần Long. Rồi ok. Chị dạ. Cho biết này. Dạ. Chị có mối quan hệ quen với cái anh Công này là lâu chưa? Một năm mấy rồi. Một năm mấy hả? Dạ. Mình trên Facebook đúng không? Dạ. Oh. Ai làm trước đây làm quen là một năm rưỡi đúng không? Dạ. Ai là người làm quen ai trước? Bạn của anh Công. Bạn của anh Công? Dạ. Bạn hồ chung với ảnh hồi xưa. Ôi chỉ em. Ôi bạn anh Công. Dạ. Nhưng mà phải nói lại là không phải anh Công này nhá. Dạ. Mình nói rõ với anh Công này là anh Công này là hỏng ấy. Dạ. Rồi. Thì là bạn của anh Công. Dạ. Giới thiệu anh Công cho chị. Dạ. Chị là mấy cái anh bạn của anh Công này có biết nhau không? Em á hả? Ừ? Là bạn với bà chị mà trước. À. Dạ. Bạn. Vậy. Dạ. Vậy là xong giới thiệu ha. Dạ, giới thiệu. Chị cho em biết này, hiện nay là chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Em 50. 50 hả? Nói lớn tiếng đi. 50. U 50 đúng không? Dạ. 50 mà nhìn đẹp gái đấy. Có điều là bịt như robot thì mọi người không nhận hiện được thôi. Này ai mà nhận được thì mất gì cũng mất. Rồi chị cho em biết này. Vậy là trong thời gian quen biết nhau ở trên Facebook, trên mạng xã hội là hai người trò chuyện với nhau thường trò chuyện cái gì chị? Cà phê. Nói chuyện đến cà phê. Dạ, uống cà phê rồi. Nhưng mà mình có thường xuyên gặp nhau trên 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 Facebook không à? Chứ không có gặp ở ngoài, mới gặp đầu tiên. Anh ấy quê ở đâu? Quê anh nói là anh ở Trường Vinh. Trà Vinh. Dạ, giờ anh bằng ở thành phố. Anh họ tên đầy đủ là gì? Hả? Anh họ tên đầy đủ là gì? Anh hả? Thì trong cái giấy em muốn quên luôn rồi, cái giấy trong đó đó. Gọi là anh Công đúng không? Dạ. Anh quê Trà Vinh. Dạ, quê Trà Vinh. Tướng cao mét mấy? Em không hỏi mét mấy nữa. Cao hơn chị nhiều không? Dạ cao, thì cao hơn em đó. Cao hơn đúng không? Dạ. Anh làm nghề gì? Anh là may đồ chuyên nghiệp. May gì? May đồ. Những đồ chuyên nghiệp á, may đồ á, quần áo á. Anh may đồ tại nhà hả? Ở tại nhà. Ồ, anh có cửa hàng à? Dạ. Chị về nhà chưa biết. Chị hay là anh nói chuyện, cửa. Anh nói chuyện như vậy hả? Nói chuyện với em trong điện thoại. À. Em chưa biết nhà cửa. Anh nói là anh ở thành phố thôi. Thành phố. Giờ anh chết mùa dịch. Ôi giời. Dạ. Thế là mình tưởng thật. Thế là mình làm quen. Dạ em quen. Anh ấy chị quý anh ấy điểm gì ở trên mạng? Dạ. Chị quý anh điểm gì nhất?
em quen có năm mấy trời rồi. Ờ, một năm mấy là mình thích nghe người ta cái tính tình làm sao? Dạ. Mình thích người ta tính tình làm sao? Thì kiểu anh nói qua nói em mới thích. Anh nói chuyện ngọt ngào không? Ngọt ngào. Ngọt. Anh nói đủ thứ em mới thích. Nói đủ thứ luôn hả? Dạ. Anh hứa chị những cái gì trên mạng? Anh nói kêu là em sống với chồng mà bỏ đi rồi đi lên với ảnh sống. Bỏ chồng đi? Dạ. Em hỏi thật chị, khi anh chị bắt đầu chị quen anh ta là chị bỏ chồng chưa? Chưa bỏ chồng. Còn nói chuyện. Ui giời. Lúc đó là nhưng mà vợ chồng trục trặc đúng không? Dạ trục trặc. Vẫn là hai vợ chồng là gần như là dạ. Mình ly thân. Dạ ly thân. Ồ. Thế là lúc mình quen lên mạng, mình buồn dạ. Quá đúng không? Dạ buồn. Mình lên dạ, mạng. Lên bà chị xong lên mạng tìm hiểu trò chuyện dạ. Và vô tình là quen. Anh xuống đây dạ, anh xuống đây. Xuống nhà chị luôn. Xuống nhà chị em luôn. Gặp. Dạ mới gặp em đó. Ôi trời. Thế là về sau mình quyết định ly hôn chồng luôn. Dạ. Xong mà về sau mình quen người ta là mình ly hôn chồng. Cái đó ly dị chồng rồi. Em hỏi lại chị, trước khi chị gặp cái anh Công quê Trà Vinh ấy, dạ. Là lúc bây giờ là mình chưa ly hôn đúng không? Chưa, mới cái ly dị, mới cái ly hôn chưa ly dị. Chưa ly dị. Gọi là chưa ly dị đó. Dạ. Gọi là vẫn còn ở với nhau, dạ. Vẫn còn giấy trắng. Vẫn giấy trắng mực đen đúng không? Dạ. Nhưng chưa ra tòa đúng không? Chưa ra tòa. Khi mà chị quen với anh ta là anh ta xúi chị là bỏ chồng luôn. Dạ. Làm giấy kết hôn là làm giấy ly hôn luôn. Ly dị luôn. Ly dị luôn. Ừ, dạ. Ly dị. Ly dị là ly hôn đó. Dạ. Thế là chị cũng làm luôn. Thì ảnh không thương em, chồng lớn không thương em, chị không đợi. Chồng nhỏ? Dạ. Thế là mình tin tưởng đúng không? Dạ, anh tin tưởng. Anh hứa chị là anh sẽ lo cho chị những, dạ, những cái gì? Dạ, anh hứa lo cho em này kia, là không để cho em khổ. Ôi trời. Dạ. Anh ta chia sẻ với chị là anh ta làm một tháng bao nhiêu tiền? Anh bằng tháng mười mấy triệu. Mười mấy triệu hả? Dạ. Mười mấy triệu làm sao nuôi đủ chị được? Dạ. Làm sao lo cho chị thì không thiếu thốn gì được? Dạ, anh kia nó những sống dẫn thì buôn bán. Ê giời ơi, chị buôn bán gì? Trước đây là chị đang dự tính sau lại ở với anh ta là chị buôn bán cái gì? Em buôn bán bánh này kia. Bánh gì? Chị theo chị bán được khả năng chị bán được bánh gì? Dạ. Bánh bèo hay bánh dày? Bánh bèo. Bánh bèo, bánh dày chị bán được không? Bánh tiêu, bánh bò này kia. Nó là khả năng chị bán hàng được đúng không? Dạ, bánh chạy xe Honda. À bán chạy xe Honda thôi hả? Vậy là khi nào thì hai người quyết định hứa hẹn để gặp nhau? Thì hứa mới lên bà chị em nè. Gặp lâu chưa? Em mới gặp đầu tiên đó. Quen một năm rưỡi mới hứa mới gặp. Mới gặp già mới hứa mới gặp. Nhưng mà cuối cùng là chị nghe ông này hứa mà chị phải bỏ chồng. Không, cái đó em đó là em thôi chồng rồi em mới lên đây. Em biết rồi. Nhà. Nhưng mà ý em đang hỏi chuyện chị. Yeah. Là lúc đầu là chị đang có chồng. Yeah. Chị buồn chồng. Yeah. Lên mạng xã hội quen được các anh tên Công. Yeah. Nhưng không phải Công này. Yeah. Đúng chưa? Yeah. Đó phải nói rõ vậy. Không là mọi người là nghe là khúc người hiểu lầm. Nha. Yeah. Sau đó anh ta hứa là bây giờ là mấy chị làm ở chồng đi, anh ta sẽ lo cho chị cuộc sống đầy đủ đúng không? Yeah. Thế là chị làm luôn. Yeah. Và sau đó một thời gian dài đến giờ phút này là chị gặp anh ta. Yeah. Anh ta là chạy xe gì về để về gặp chị? Về Trà Vinh. Cần Long của chị đó. Anh ta tự về gặp chị luôn. Dạ, chở cổ dây cắt á. Anh ta đi xe gì? Anh đi xe Honda. Xe Honda xe gì? Anh mua năm mấy triệu. Xe gì? Tay ga hay xe số? Tay ga. Là mấy triệu? Dạ, nó mua năm mấy triệu. Chị có biết xe gì không? Em cũng không có dành xe, anh chạy em đâu biết đâu. Chờ, xe cái gì không biết luôn hả? Dạ. Yeah. Là kiểu xe gì? Xe ga vậy đó, xe cho chỉ biết là ga thôi. Dạ. Yeah. Chứ không phải xe số đúng không? Không phải xe số. Là mấy triệu hả? Dạ. Yeah, là mấy triệu có thể là Valio hả? Dạ. Yeah, phải không? Anh nói mua năm mấy em không biết. Chứ mà nếu mà ngoài Valio ra là mấy triệu thì không biết xe gì. Yeah. Ờ, mình cứ nói lại là tay ga đi. Tay ga đi. Màu đen hay gì? Màu đỏ. Màu đỏ hả? Yeah. Anh ta về gặp chị, anh ta có tặng gì cho chị không? Không. Không tặng gì. Dạ. Rồi thế là mình gặp nhau rồi mình làm gì nữa? Như là em với chị nhận uống cà phê đó. Nói chuyện nhau xong đi uống cà phê. Dạ. Xong sao nữa? Cho vàng. Không, em đang hỏi chị. Dạ. Hai người gặp nhau. Dạ. Là đang quý mến nhau, yêu thương nhau rồi, tình dạ. cảm rồi, gọi là hứa hẹn rồi. Dạ. Anh yêu em lắm, anh thương em lắm rồi, là một năm rưỡi đúng không? Dạ. Khi gặp nhau là anh ta dắt chị đi uống cà phê. Dạ. Rồi xong dắt chị đi đâu nữa? Mình nói thật đi. Dạ, dắt uống cà phê rồi. Nhà nghỉ hay khách sạn? Ở nhà nghỉ. Nhà nghỉ ở đâu? Nghỉ ở nhà trọ chỗ ở cây cắt á. Cụ thể địa chỉ chị nhớ không? Ở trong tấm giấy em á. À, rồi. Đưa. Vô nhà nghỉ là đến lúc mà là anh ta là dắt chị hay chị dắt anh ta? Anh em đeo. Không, anh ta dắt chị đi vô nhà nghỉ. Dạ. Hay là chị dắt anh ta? Anh dắt chị đúng không? Anh chủ động đúng không? Dạ, anh dắt em vô chứ đâu biết. Rồi. Thế là mình vô nhà nghỉ. Yeah. Mình vô lúc ấy giờ mình đã biết là mình vô nhà nghỉ để chuẩn bị là anh ta đã sẽ làm gì chị chưa? Chưa. Chưa nghĩ là anh ta làm gì chị. Yeah. Rồi xong vô nhà nghỉ có đóng cửa không? Có.
rồi đóng cửa lại xong rồi làm gì nữa? Thì anh ở với em đó. Anh ở là cái gì, mình cứ nói thật đi. Dạ. Thì là anh ta dụ dỗ chị là để làm cái món hành tây đúng không? Dạ. Mình cứ phải nói thật như vậy. Thế là tắm rửa mát mẻ khóa cửa lại là tâm sự đúng không? Dạ. Thế là sau cái rồi sau nữa. Rồi cái anh cho chị cộng dây vào dây chuyền này. Dây chuyền này cho em. Ôi giời. Lấy chị chuyền của em đưa chẵn đây. Thế chị trước đây chị có dây chuyền không? Có. Dây chị là dây gì? Dây chuyền em dây 18. Dây 18? Dạ. 5 chỉ? Dạ. 5 chỉ là to đấy, 5 dạ. chỉ. Bây giờ cứ cho là 5 năm 25 dài, đi. Dài, anh đeo được. 5 chỉ bây giờ khoảng 25 triệu. Hơn trên dưới tầm đó. Thế là nhưng mà cái cộng dây này, dây chuyền này của ai mà to vậy? Dây này của ai? Của anh Công. Nhưng mà không phải anh Công này nhá. Nói rõ là anh Công. Dạ. Nhưng mà anh đang đeo trên cổ mà sao giờ trên cổ chị? Kỳ vậy? Anh đưa cho em đeo. Để cho em đeo luôn. Rồi thế cộng dây chị đâu? Anh đeo. Lý do? Rồi, tại vì thấy anh đưa cho em đeo rồi em đưa cho anh đeo luôn. Kỳ vậy? Đưa cho anh đeo đó. Sao chị đồng ý? Tại vì như kiểu thương nhau. Ồ thương nhau. Dạ. Là lúc bây giờ mình ăn nhau rồi mình thương nhau đúng không? Dạ. Anh ta có giới thiệu được cái cộng dây này là bao nhiêu lượng không? Anh nói cỡ 2 cây. 2 cây dây này phải lửa phải... Dây này chắc phải 5 lượng đấy, dây to đấy. Úi giời, cộng dây bằng ngón tay này phải 5 lượng. Dây này 5 lượng cô chú anh chị. Chứ làm gì có 2 cây. Dây này to nè. Thế là chị đồng ý luôn. Thế chị có hỏi tại sao mà anh thì thương em mà anh tặng em cộng dây to vậy không? Em mới nói là to lên. Em nói anh đeo đưa sợi dây cho em đeo. Ừ. Rồi anh nói là đẩy sợi dây này đẩy anh đeo, anh gì vậy anh đổ mua cái mặt khác anh đẩy vô. Rồi và bữa anh lên anh dước em đi đám giỗ nhà anh. Cho hoành tráng đúng không? Dạ. Nhưng mà mắc mớ gì tại sao mà chị lại đi thích đổi dây chuyền to? Tại vì em nghĩ thương nha, em không nghĩ anh lừa em. Thường như lúc bây giờ chị biết là dây thật hay dây giả không? Em không biết. Thế khi nào chị biết được dây giả? Rồi cái chừng em điện ảnh này chặn cuộc gọi này kia. Bao giờ thì hôm nay rồi hôm nay sáng em đi thử vàng. Hôm đấy là mình vô cái trong khách sạn đúng không, nhà nghỉ đấy. Dạ. Mình vô mấy tiếng? Cũng cỡ từ 1 giờ. Từ mấy giờ đến mấy giờ? 1 giờ tới vẫn giấc chiều đi ăn rồi tối về ngủ nữa. Tối về làm cái nữa? Dạ. Cha bà ôi giời ôi ông tướng đông ôi giời ông tướng đông mắn ông mám vậy. Ông ăn dây thì bà vẫn không tha. Mình nói thật là lúc bắt đầu vô nhà nghỉ. Dạ. Là 1 giờ chiều. Dạ. Và mấy giờ thì bắt đầu rút lui? 1 giờ mấy khuya? Dạ. Không, em đang hỏi chị 1 giờ mấy chiều là vô nhà nghỉ bắt đầu hoạt động cách mạng đúng không? Chưa. Dạ. Đến mấy giờ thì nghỉ? Mấy giờ thì giải lao? Để mình dạ, mình 12 giờ thì anh vô nằm chút xíu anh kêu. Là 12 giờ đêm. Là giữ trưa á, hai đứa nằm nghỉ. Thế là vô từ lúc mấy giờ? Vô lúc 12 giờ. 12 giờ rồi. Dạ, chưa. Là đến lúc mấy giờ thì mình bắt đầu hai người dắt nhau đi ăn? Đi cỡ 6 giờ. 6 giờ chiều. Dạ, 6 giờ. Lâu vậy hả? Ôi giời, thế nào hôm nay ông này ông làm những cái ông có khỏe không? Sung mãn không? Gần em có một cái một là anh ngủ luôn á. Có một cái một ngủ à, ly bì luôn. Ngủ luôn. Bất tỉnh luôn. Em cũng ngủ luôn. Ôi trời đất quỷ dân đấy. Ngủ luôn. Dạ. Sao chị không khèo khèo nữa à? Không. Chị nói thật không đấy? Không thiệt, em nói thiệt có lần. Từ 12 giờ mà đến 5 giờ chiều. Dạ 5 giờ chiều. Mà chỉ có làm một điếu một thôi. Mà ngủ ly bì luôn. Ngủ rồi tới đi ăn. Ngủ xong xong là dậy thì 8 giờ đi ăn. 8 giờ đi ăn. Đi ăn là đi ăn gì? Đi ăn cơm. Rồi, ăn cơm thôi hả? Dạ. Sao chị không kêu ông đi ăn hải sản gì cho nó đủ dinh dưỡng, ăn cơm sườn. Dạ. Xong về ngủ tiếp. Về cái nằm nói chuyện kia xong xuôi em đi tắm rửa cái em 6 giờ về điện lại bà chị. Không, đang hỏi là mình đi ăn á, xong xuôi đâu mình có quay lại nhà nghỉ tiếp không? Không, em lại nhà bà chị luôn. Thế cái cộng dây là ông trao, cộng dây là ông trao chị khi nào? Dắt chưa luôn. Nào ông ăn xong là ông trao luôn? Dạ, ông có dắt ánh, dắt 12 giờ là ông trao luôn đó. Là trao trước khi là mình hoạt động cách mạng đúng không? Là chưa đi ăn đó. Là lúc mà mình... Chưa làm luôn đó. Chưa làm, là mình trao dây chuyền luôn? Trao rồi đó, dạ, trao rồi. Úi giời ơi. Thế là xong rồi hôm nay ông có... Ông ấy, ông có vui vẻ không? Ông cũng vui vẻ. Thế còn chị có mãn nguyện không? Không, em cũng bình thường. Bình thường làm sao được? Chị thôi chồng lâu chưa? Thôi chồng lâu chưa? Mình cứ nói thật đi, bình thường đi. Em thôi chồng cái năm trời rồi. Một năm mà chắc cũng quấy rồi đúng không? Dạ. Rồi, thế là hôm ấy dắt nhau là mình đi ăn xong rồi giải tán đúng không? Dạ. Anh ta có hứa là bao giờ anh ta quay lại không? Anh nói có quay lại, nó bữa 25 quay lại gì đám giỗ nhà má ảnh á. Rồi, xong dạ. Sao nữa? Rồi nói vậy thì em nghe vậy rồi. Thế khi nào chị phát hiện được?
Tức là cái dây này của anh ta là xuất hiện là cái bữa thứ chủ nhật thứ bảy anh đưa anh đi về là mấy ngày sau, mấy ngày sau dạ, ngày sau mới thử, tại em điện cái bữa thứ bảy anh điện hoài luôn, điện ảnh hỏi anh về quê chưa gì đó, lúc ấy chị chưa biết đúng không? Dạ chưa biết, vẫn tưởng anh yêu thật. Rồi em mới điện ảnh rồi anh mới ảnh không trả lời bọng gì trơn, ảnh chặn cuộc gọi liền, em đi liền là sáng, tại vì tới cái chiều tối em điện ảnh mấy lần rồi tối đâu có thử được. Chị thử bằng phương pháp, thử bằng phương pháp gì? Tiệm vàng. Dạ, đem tiệm vàng. Đem ra tiệm vàng cho người ta thử giùm. Người ta bảo sao? Ta cũng thử ăn tiền em. Ăn 50 ngàn. 50 ngàn cho người ta bảo sao? Dạ. Trả rồi người ta mới chụp hình, ta mới nói thôi anh này lừa rồi, chị tiền giả nè em ơi. Rồi. Người ta bỏ vàng giả hả? Anh nói giả, dạ. Nhưng mà vàng này là bằng sắt hay bằng đồng hay bằng kim cương? Anh nói là anh nói giả là rồi đó. Nó muốn giả là sao chị hỏi, nhưng mà cho em nhìn đẹp vậy. Thế đầu tiên chị có biết vàng giả không? Em phải biết, em đổ lợi, em đâu biết. Ui giời ơi. Em tưởng là thiệt thôi. Nó đánh còn rỗ này, cô chú anh chị sắt này là đánh còn đang rỗ này. Anh đưa cho em đeo thôi. Ui giời. Thế là chị hôm nay từ hôm nay đeo hoài không luôn. Không phải, anh đeo cho em luôn, chứ không phải tự em đeo. Anh đeo cho em sao luôn. Chị hôm trước khi chị đưa vàng cho anh ta vào trao đổi vàng ấy, là mình có cầm thử mình xem không? Không, không có thử gì chứ đeo. Ui rồi, đây tới tối. Này, vàng thì kêu lách cách này. Này. Ôi giời ơi, vàng thì kêu lách cách này bà con. Thế là đến khi mình phát hiện được là mình té ngửa luôn. Yeah. Mình mới biết là anh ta lừa mình. Dạ. Yeah. Sáng rồi, chủ nhật rồi em điện gọi hoài không được luôn. Rồi gọi không được luôn. Không được, nghe mà không nghe máy. Thế là cuối cùng sao nữa? Rồi em mới lại báo công an. Rồi, công an nói sao? Công an thì đấy nó kiểm tra từ từ ảnh ấy. Rồi ghi. Công an có ghi nhận không? Có, ghi hết trơn luôn. Ghi biên bản đúng không? Ghi biên bản hết luôn. Rồi anh tới giờ anh chưa điện. Hôm bữa chị báo ảnh là cho số em luôn. Hôm bữa chị báo công an ở đâu? Dạ. Báo công an ở đâu? Ở trên nhà trên cái cách một chút. Cái cách nhà đâu? Huyện, xã, tỉnh? Ở xã, tỉnh Cần Long nè. Ở Cần Long của bà chị á. Cần Long là ở đâu? Ở Cần Long, ở tỉnh? Tỉnh Cần Long vậy đó. Sao là tỉnh Cần Long là tỉnh nào? Cần Long. Em chưa nghe tỉnh Cần Long. Huyện Cần Long hay gì? Dạ, nghe chỉ mà ăn ở đó, không muốn nhà chỗ đó. Ồ, oh, dạ. Cần Long nó là huyện chứ không phải thành, chứ không phải tỉnh. Cần Long tỉnh em chưa nghe. Dạ, ở Cần Long vậy đó. Rồi ở ngay cầu cái cách á. Rồi. Thế là bây giờ hiện nay công an đã ghi nhận rồi đúng không? Dạ, nhận rồi, công an rồi. Bây giờ chị có biết nhà anh ta ở đâu không? Anh Công hả? Đúng rồi, chị có biết nhà anh Công ở đâu không? Em chưa biết. Chưa biết nhà? Chưa biết nhà cửa gì hết. Thế tại sao mà chưa biết nhà mà mình dám đi vào nhà nghỉ với người ta? Tại vì em nghĩ là anh thương em thiệt. Mình nghĩ là mình thương thật, người dạ, ta thương thật đúng không? Dạ, em nghĩ thương thiệt. Trời ơi. Thế là hôm uống cà phê là uống có hết ly cà phê không? Uống hết luôn. Hết ly, uống xong đi luôn. Dạ. Chắc uống vội vàng đúng không? Uống vội chứ uống gấp chứ đâu phải uống lâu đâu đúng không? Yeah. Uống cho ly cà phê trong vòng bao nhiêu phút? Yeah. Bao nhiêu phút? Em cũng coi mà. Ồ, em mà uống cà phê thì sáng chiều chưa hết ly cà phê á. Em uống là dứt chiều 8 giờ chiều đó. Ôi giời. Sáng giờ đi ca đó, đi ca đó. Thế là khi chị phát hiện là chị có thông báo cho gia đình mấy chị em nhà không, chị không, là biết không? Biết không? Giấu rồi. Chị giấu hết trơn, em không cho ai biết hết. Cho một bà chị biết thôi. Có bà chị đó thôi. Một bà chị đang trên nhà đúng không? Dạ yeah, dạ, yeah. Ở chung với em đó, là không cho ai biết hết trơn. Thế trước khi chị đi gặp cái ông Công này, ông tướng Công này, yeah. Còn ông tướng Công thì gia đình chị là chị có thông báo không? Là hôm nay tôi đi gặp người tình không? Không nói gì chứ. Mình em luôn. Em hết trơn luôn, em mẹ không nói. Thế nếu mà chị giả sử mà tại sao chị đi chị không đeo vàng còn không? Ôi giời ơi, vẫn còn vàng này cô chú chị này. Thế sao ông không đổi lốt cái này? Hả? Bà là trắng lắm nha, trắng như tay em là búp băng luôn này. Ôi giời ơi, sao ông không đổi lốt? Mà ông đổi mỗi cục giấy. Sợi dây không có, sợi dây không đổ qua đổ lại. Ôi giời ơi. Không có gì trên ảnh, không có gì trên, có sợi dây đó. Thế là mình biết như vậy, đến giờ phút này ông ăn cả tình, ông ăn cả vàng, mình bức xúc không? Em cũng không biết nữa, tại vì em không nghĩ anh lừa đâu. Ừ, nhưng mà bây giờ biết rồi, bức xúc không? Tức. Cay đắng không? Tức dữ lắm. Tức dữ lắm à? Dạ, tức lắm. Chị được mấy người con trước đây? Em hai đứa. Con chị biết chưa? Chưa ai biết. Giấu luôn hả? Dạ, em giấu luôn, sợ lên mạng này sợ nó biết, xong nó buồn em, nó từ em luôn. Từ làm sao mà từ? Đây mẹ không có chồng, mẹ đi quen người khác, nhưng mà không may là gặp. Con nó không cho anh vậy. Trời ơi. Con chị gái hay trai? Dạ, hai đứa gái luôn. Ui giời ơi. Thế cho nên vì vậy cô chú anh chị thông cảm. Vì vậy hôm nay là chị gái xin phép là bịt kín lại. Bởi vì ảnh hưởng, sợ ảnh hưởng con gái. Đó, mọi người thông cảm. Không sợ lại mai mọi người ấy thì nó cũng khó. Thực sự là giúp thì chưa biết là liệu có tóm được ông này hay không. Đó. Mà liệu ông này ông ấy đang trốn ở phương nào. Nhưng mà bây giờ là để lộ ra thì cũng khó. Nhưng mà như này chắc chắn là mọi người không biết đâu. Thế bây giờ này,
chị có mong ông tướng công này ông quay lại, ông yêu thương chị không? Cho nó ảnh lấy vàng rồi là không có quay lại đâu. Chị nói lớn tiếng em. Ảnh lấy vàng rồi không quay lại đâu. Bây giờ quay lại. Bây giờ quay lại trả lại vàng chị luôn. Dạ. Chị đồng ý không? Đồng ý, trả vàng cho em đồng ý. Để yêu tiếp. Dạ. Được không? Được. Yêu tiếp. Dạ. Hôm nay ông ấy làm phê lắm không? Phê dữ dội không? Dạ. Tiếng sét ai tỉnh đấy. Ông ấy làm hôm đấy để hết bài luôn. Thế chị mới lột vàng này. Thế là trước chị mua cổng dây chuyền này là mua lâu chưa? Cũng mấy tháng rồi. Trước mà chị mua nhiêu tiền? Mười mấy triệu, ba triệu mấy. Sắm ba triệu mấy. Mấy tháng là mua trong năm nay hay mua năm trước? Năm ngoái. Năm ngoái vàng còn rẻ. Dạ. Năm nay vàng đắt hơn. Dạ, ba triệu mấy. Là hai mẹ em là mười mấy triệu hả? Dạ, mười mấy triệu. Mười mấy? Bây giờ trong giấy thì năm chỉ đó, không biết mười mấy, mua rất ba triệu mấy, thì tiền công này cũng đó. Ừ. Thế mà đi ăn cái cục sắt ở đây. Khổ thật. Thế trước đây chị có xem trên mạng xã hội không? Hay chị chỉ em đi tìm mấy chữ. Thế ai thế sao nhắn tin? Em cũng xem đâu có biết. Thế sao bên nhắn tin? Chị có nhắn tin bằng cách nào? Dạ. Chị nhắn tin cho bạn trai trước ấy, ông công này ấy, là bằng Facebook là bằng kiểu gì? Điện thoại không à. Một phát một điện thoại luôn. Điện thoại không à. Không nhắn tin. Không có nhắn tin mà ông nói chuyện điện thoại không. Anh nhắn tin là em mà em không biết chữ em điện không à. Trời ơi. Anh nhắn tin nhưng bỗng vậy. Anh nhắn tin em hoài. Kể trước nhưng mà trước chị có xem những thông tin mà mấy ông tướng này ông ấy chuyên dụ mấy chị sồn sồn giống chị ấy, ở trên mạng xã hội không? Không coi tại em không xem mà. Đấy, thấy chưa? Giờ này vẫn còn không người xem đây này. Không xem. Điện thoại không mà cái chuyện điện thoại vậy không xem. Nhưng đến giờ phút này em hỏi thật chị. Yeah. Ông giả tiền giả bạc cho chị, giả vàng cho chị. Ông quay lại chị còn thương yêu ông không, như ngày xưa không? Không, không, cái đó làm mấy luôn. Bài bye bye luôn hả? Bye 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 chị như nào? Bài bye bye nào? Chị làm nào? Bye chị giơ tay xem nào. Giơ tay bye bye. Bye bye. Dễ thương bye luôn. Ôi giời. Dễ sợ luôn. Dễ sợ nhưng mà bây giờ tuổi còn trẻ, chị mới có 50 à. Bây giờ chắc chắn là chị sẽ phải có chồng. Dạ, mà trước kiếm người nào đàng hoàng. Mà trước khi có chồng ấy là bây giờ lại phải có bạn trai. Mà trước khi có bạn trai thì chắc chắn là chị không tỉnh lại tiếp tục vào còn cái mấy cái không. Chị còn vàng không? Không. Còn tiền không? Hả? Ôi giời. Không có đem tiền. Thế nhưng mà đến lúc mà là vàng ở đâu mà tiền nó ra hết nè. Thế mà đi vào nhà nghỉ. Trời đất quỷ thần. Nhưng mà cổng dây này là mình đeo này liệu có ai phát hiện là dây giả hay thiệt không? Em đâu có biết dây giả đâu. Tưởng như thiệt. Nhưng mà bây giờ mình cứ đeo vậy đi không ai biết đâu. Không ai biết. Đúng đeo không? Không ai biết đâu. Ừ, đeo này cứ đeo cho đâu là đẳng. Đâu có dám đeo đâu. Nhưng mà cứ đeo này cho đẳng cấp. Hả? Lột thôi mà. Hả? Em lấy da đâu có đeo đâu. Cứ đeo vậy đi cho đẳng cấp cho nó ngon anh cành đào. Hả? Sao? Từ trước mình có ăn hàng giả bao giờ không? Không. Nhưng mà hôm nay ăn cả hai thứ vàng là vàng giả. Dạ, đó giờ. Người thì người giả. Dạ. Đúng chưa? Người giả giờ chạy mất tiêu rồi. Dạ. Theo chị là ông tướng này ông đã dụ được ai nữa chưa? Em không biết nữa, tại em mới thế ông ấy, lần đầu tiên ông thôi vợ lâu chưa? Ông giỡn chứ. Ờ nhưng mà lâu chưa? 3 năm. Mới 3 năm. Dạ. Mùa dịch đó. Ông được mấy người con? Ba đứa, hai trai gái. Thằng trai. Ồ. Bây giờ chị nói lớn tiếng lên. Hai đứa gái một thằng trai. Bây giờ chị nói lớn tiếng là ông công ơi là ông công ơi. Công ơi là ông công ơi. Tôi tin tưởng ông. Em tin tưởng anh. Tôi tin tưởng ông. Mà ông lỡ lòng nào ông dắt tôi vào nhà nghỉ, ông dụ tôi, ông đổi dây chuyền của ông là cục sắt, dây chuyền tôi là vàng thật. Nói to lên. Em đâu có biết anh mà vũ em đâu, em đi nhà chợ anh mà anh vũ vàng của anh thì vàng giả, vàng của em vàng thiệt mà anh đổ trao qua anh đi luôn. Anh chặn cục gọi em. Ông ăn cả tình, ông ăn cả tiền. Anh trả tiền cho em, anh phải trả cho em mới được, trả lại cho em. Anh Công ơi. Ơi. Nói to lên. Nói to lên. Tôi là ông, tôi là Công Trần. Còn ông này là họ tên là gì mà phải đọc tên, người ta lộn tên. Mệt bà ghê. Không công ơi là ông công. Thế là té ngửa luôn đúng không? Ôi giời ơi. Đây là một bài học. Đúng chưa? Dạ. Bài học này cay đắng không? Dạ, đắng cay luôn. Đắng cay nhỉ. Thế từ khi thôi chồng mình yêu mấy người rồi? Chưa mấy người hết. Ông này đầu tiên. Tên, dạ. Thế trước khi lấy chồng là mình yêu mấy người? Dạ. Trước khi lấy chồng ngày xưa yêu được mấy người rồi? Chưa, em mê quá chứ có người ở chồng yêu một mình một. Dạ. Ôi giời. Mình chồng một. Giờ là ông thứ hai. Ông này mới nói chuyện thôi chứ chưa chưa nhưng mà thôi.
đầu tiên nhưng mà là yêu rồi mới mới dắt nhau vô đấy chứ. Thì trong tiếng tiện điện thoại chứ chưa gặp lần nào. Thì hôm đấy là gặp. Mới gặp lần đầu tiên đó. Sao hôm ấy gặp mặt đầu tiên là mình đã để cho ông ăn luôn rồi, để cho ông từ từ mồi từ từ cho ông thèm đã. Đúng không? Yeah. Mình nhá thôi, từ từ thôi cho ông thèm đã. Sao cho ông ăn luôn vậy? Trời ơi. Ngâm mà dễ gì, tha được. Thế thế là chẳng thôi. Bây giờ là vàng thì mất. Đúng không? Yeah. Người yêu thì cũng mất luôn. Cần không cần yêu luôn, có vàng là được luôn rồi. Bây giờ mong lấy vàng đúng không? Không lấy vàng rồi, không cần. Chị nói lớn tiếng anh, vàng của tôi đang ở đâu? Ông đem về ông trả vàng tôi. Trả cho em công ơi. Nói to lên. Ở đâu thì trả tôi. Ông đừng gạt tôi. Ông đừng có gạt tôi vậy. Tôi đau đớn, tôi đau khổ lắm rồi. Tôi đau khổ lắm rồi. Trong những ngày qua là tôi chờ ông mà mòn mỏi đến khi gặp ông là ông hốt tôi luôn. Hốt luôn, lấy luôn. Đấy. Tao trao vàng lại luôn. Đấy. Thật còn chưa ăn này này, ăn hàng giá. Ôi giời, cộng dây tí theo là cho vào hũ nha, chôn xuống đất làm kỷ niệm. Đây là kỷ niệm nhớ suốt đời nha. Không nhớ luôn. Sao không nhớ? Hết nhớ luôn rồi. Xong lấy vàng của em rồi xong xuôi là em bỏ luôn. Bỏ số, bỏ bổng hết, giờ chặn hết rồi. Không rồi. Anh không có điện em đâu. Không điện đâu hả? Dễ gì. Nhưng mà bây giờ chị muốn yêu một người đàn ông như thế nào em tìm cho. Không. Sao không? Không ai cho em. Bây giờ muốn tìm ai em tìm cho. Tìm ai cho em, tìm ai cho. Sao mình nên. Mình nên cho rồi. Mình em sao chịu được mình nhé. Vẫn còn con. Con phải lấy vợ lấy chồng. Đúng chưa? Nó phải có cuộc vui, nó đâu có hạnh phúc gì. Em giờ hơn quá sợ rồi. Sợ chưa? Sợ rồi. Sợ đàn ông hay sợ gì? Ngâm. Bây giờ sợ đàn ông, chị hãy nói chuyện rõ ràng ở đây. Sợ để cho các lắm rồi. Để cho các chị gái ở đây xem được, chị gái lấy đây là bài học. Dạ. Rồi nói lớn tự chị nói chuyện. Em sợ ngâm dữ lắm rồi. Cô gái là lần này là lần học em đó rồi, cuối cuộc đời em không quen với ai một người nữa. Chắc chưa? Chắc luôn. Xin thề không? Thiệt. Xin thề giơ tay lên. Em không biết. Xin thề giơ tay lên. Xin thề giơ tay, anh em ghi nhận là không quen đàn ông nữa. Ai mà phát hiện là chị quen đàn ông thì chị làm sao? Em ví dụ có quen em cũng tìm hiểu hoài. Đấy, tìm hiểu 3 ngày nó được dắt bà vào khách sạn. Tìm hiểu chừng nào rồi, tìm hiểu dữ lắm. Dạ kính thưa cô chú chị, đây là câu chuyện là thực sự là anh em nghe rất bức xúc. Có điều là nói chuyện thì chuyện vậy thôi, giỡn thì giỡn và vui thì vui vậy. Nhưng mà anh em thực sự rất bức xúc. Bởi vì rất nhiều các chàng trai hiện nay đã lên mạng xã hội và tìm hiểu và để dụ dỗ các chị em phụ nữ. Rất nhiều chị em phụ nữ trong thời gian vừa qua có thể thiếu thốn tình cảm, anh em đã từng chia sẻ rất nhiều. Và đặc biệt là rất nhiều chị gái có thể là đang độc thân hoặc không có chồng hoặc ly hôn rồi. Nhưng mà mong muốn là tìm được một người đàn ông để sống với nhau, để có thể dựa dẫm nhau những ngày tháng tuổi còn lại và có thể những năm tháng tuổi già. Nhưng mà rất những nhiều ông tướng hiện nay toàn dụ dỗ chị em phụ nữ, đặc biệt là ông tướng này là gọi là ông công này. Nó là diễn đây là dụ dỗ chị em phụ nữ, giờ hiện nay là ăn của chị cộng dây chuyền thật là vàng thật 5 chỉ, mà bây giờ đổi cho chị gái này đấy, cộng dây là 5 chỉ à, cộng dây này là 5 lượng. Nhưng mà em ở đây là em nói thẳng, em nói chuyện ở đây có thể đúng tim của chị, nhưng có thể chị hơi buồn, có thể là chị nghĩ ông ta yêu thật, và có thể là chị nghĩ rằng ông ta đổi cho mình cộng dây này to hơn cộng dây của mình. Vì vậy dù gì cũng là tình yêu, cho nên người ta trao cho mình trao đổi ngược xuôi không quan trọng, nhưng mà trước mắt là người ta yêu mình, người ta tin tưởng mình, người ta giao cho mình cộng dây to. Yeah. Đúng không? Yeah. Chị em nói chuyện đúng không? Yeah. Đúng đúng nhận sai cái. Yeah. Đúng không? Đúng. Đấy. Thế nên vì vậy chứ không dễ gì mà chị là một người phụ nữ là 50 tuổi rồi mà chị không nhận biết được. Nhưng có điều ấy là có điều lúc bây giờ là chị không thể nhận ra được đó là vàng thật hay vàng giả. Chị chỉ tưởng rằng là ông ta yêu thật. Đúng không? Vì vậy cho nên ông ta là lấy cộng dây của mình thì mình biết thừa là mình mua có 5 chỉ. Nhưng cộng dây này là thưa cô chú anh chị, cộng dây là phải 5 lượng. Lặng lắm. Anh em cân vừa cân thử là 2 lạng. Đó, mà vàng thì anh em cô chú anh chị thử tính ra bao nhiêu lượng. Đó. Thế cho nên là chính vì lý do như vậy cho nên là rất nhiều các chị em phụ nữ Việt Nam mình trong thời gian vừa qua đã bị sập bẫy tình. Anh em đã chia sẻ rất nhiều rồi. Một là vàng. Hai là tiền. Nha. Nếu mà quen ai đó mà người ta ngỏ ý mượn tiền mua xe trả góp đứng tên hoặc trao đổi vàng bạc, tuyệt đối chúng ta không chơi. Bởi vàng chúng ta là vàng thật 100%. Đấy, nhưng mà chúng ta đổi là sẽ vàng thành vàng sắt, đúng không ạ? Được vàng sắt, có chỉ là bằng vàng sắt chứ không phải là bằng đồng. Bằng đồng thì bán là còn được 100-200 ngàn, chị ạ. Nhưng có chỉ là bằng sắt rồi, cho nên không bán được. Để làm kiểm thì được, nhá. Đấy, cái này khổ không? Hôm nay chị về đây chia sẻ cái câu chuyện này, thực sự cái câu chuyện của chị là đúng hay sai? Theo chị giờ chị chia sẻ này là hoàn toàn là có đúng sự thật không? Chị nói chuyện đúng hay sự thật không? Chị, dạ. Mình nói chuyện cái câu chuyện này có đúng sự thật không?
chuyện này có đúng sự thật không? Không, em đang hỏi chị á. Dạ. Là hôm nay chị quen với người đàn ông á. Dạ. Chị về chia sẻ là bị người ta đổi vàng. Dạ. Người ta ăn chị một điếu trong khách sạn. Dạ. Và hai người ngủ từ 12 giờ đến 5 giờ. Dạ. Là cái câu chuyện có đúng sự thật không? Không, không có đúng. Ờ không, là sao? Dạ. Đúng cái thật thì anh làm vậy. Em đang hỏi chị. Dạ. Chị bị cái người đàn ông tên Công. Dạ. Dắt chị vô nhà nghỉ. Dạ. Và quan hệ với chị và đổi dây chuyền này. Có phải không? Dạ. Phải không? Dạ. Chị nói chuyện phải không? Phải. Dạ. Trời ơi. Chị, em nói chuyện tiếng Việt chị có hiểu tiếng Kinh không? Dạ. Chị hiểu tiếng Việt không? Biết. Biết em nói chuyện với chị cái gì, chị nói lại nào. Dạ. Nói gì? Nói lại anh nói gì? Tư tưởng má này là lão má này á, nói thiệt luôn. Má này là lão má này trên cung trăng rồi. Ông ta ông tiêm cho một phát một lần lên tận trời mây luôn. Vì vậy nhân má này bây giờ là đúng hay sai cũng không nhận diện được. Cũng không biết được. Người ta hỏi chuyện thì má cứ đúng hay không? Người ta hỏi đúng hay không? Đúng nhận ra cái thì má rồi đúng không? Đấy. Thế thì bây giờ biết làm sao? Bây giờ làm sao? Ông Công này ông dụ chị, ông ăn dây chuyền này có đúng hay sai? Sai. Ảnh là sai. Là người ta sai, chị sai. Dạ. Yeah. Nhưng mà em đang hỏi chị, hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương. Yeah, yeah. Để ghi hình. Yeah. Đăng cái thông tin là ông Công ông dụ chị. Yeah. Vào trong nhà nghỉ làm một điếu một. Yeah. Và hốt chị cái cọng dây chuyền này, có phải không? Yeah. Phải không? Phải. Nói to lên. Dạ phải. Rồi phải thì nói phải. Yeah. Hôm nay chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình. Dương, yeah. Nghe. Nghe. Má ơi là má. Má ơi là má. Má tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Má tỉnh chưa má? Tỉnh rồi. Nói to lên. Tỉnh rồi. Má tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Má tỉnh rồi hả? Dạ. Rồi má tỉnh nha, con hỏi má nhé. Dạ. Hôm nay má về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương. Dạ. Ghi hình để đăng thông tin đi tìm cái ông tướng Công. Dạ. Đúng chưa? Đúng. Quê Trà Vinh. Dạ. Để lên đăng tất cả trên mạng xã hội. Má có đồng ý không? Đồng ý. Rồi đồng ý nói to lên. Đồng ý. Rồi ok nhá. Dạ ok. Những thông tin này hoàn toàn là đúng sự thật không? Đúng sự thật luôn. Rồi má này tỉnh rồi này. Má này tỉnh rồi đấy. Hy vọng là má vẫn tỉnh hoài. Má đừng bị ai dụ nữa má nhá. Dạ. Rồi. Dạ kính thưa cô chú chị, câu chuyện là chị gái này hiện nay là lão chị đang trên cung trăng. Cho nên vì vậy nói chuyện là chị không có nhập tâm, chị không hiểu được. Nhưng mà về sau mới hiểu thì câu chuyện là muộn rồi. Té ngửa là ông ta cũng làm một điếu một là ngủ từ gọi là ly bì luôn. Đó. Tỉnh táo nhá. Rồi cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em thì xin vì dương. Dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại. Tỉnh táo đi. Khổ lắm.